các bạn với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đến phần cuối cùng của dạng bài chia tích phân. Thì trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay đăng ký cho mình nhé. Rồi, ở trên màn hình mình có một câu như thế này. Rồi, thì trước hết thì mình đang gặp một cái là f phải x tất cả bình phương, bên kia là fx, thì mình nghĩ ngay đến việc là mình sẽ tính tích phân từng phần cho cái thứ hai. Rồi, tích phân từ 1 cho đến 2 của fx chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Cái này bằng cái gì? Trừ 5 phần 12 cộng với lại ln của 3 phần 2. Rồi mình bỏ cái dx nhìn cho dễ nhìn thôi. Rồi, sau khi có cái này thì bây giờ chúng ta phải dùng phương pháp tích phân từng phần để cho nó đưa về cái kia. Là sao? Nó sẽ đặt. Nếu như bạn nào chưa xem phần 1, phần 2 thì mình sẽ để link ở đây nhé. Thì phần 1, phần 2 chính là nền tảng cho chúng ta đến với phần. Rồi mình sẽ đặt. Chính là gì? Mình sẽ đặt là U là bằng Fx. DV chính là bằng một chữ x cộng 1 là bình phương dx. Như thế này. Thì ta sẽ suy ra được điều gì? Chính là DU chính là bằng F'x dx. Và V nguyên hàm của 1 chia cho x cộng 1 là bình phương chính là bằng trừ 1 chữ x cộng 1. Như thế này. Rồi. Mình sẽ suy ra được đó chính là gì? Vẽ bên trái, trừ 5 phần 12, cộng với ln 3 phần 2, bằng u nhân v, trừ 1 chữ x cộng 1, nhân cho fx, và cận là từ 1 cho đến 2, trừ cho tích phân từ 1 đến 2 của vdu, đây là cộng 1 chữ x cộng 1, nhân cho f'x. Rồi, thì ta đã đưa về được theo tích phân của f'x. Bây giờ điều khó ở đây là bây giờ ta sẽ thay hai cận này vào đây. Cận thứ nhất vào là 2. Chính là gì? Trừ 1 phần 3 F2. Trừ cho trừ là cộng. Cộng với lại 1 phần 2 F1. Mình cộng với lại tích phân từ 1 đến 2 của. Thì tích phân từ 1 đến 2 của 1 chữ x cộng 1 F'x. Rồi thì chúng ta có như thế này. Bây giờ mình có đề bài thì chỉ cho F2 bằng 0. Nên tức là cụm này sẽ bằng 0 luôn. Mình bỏ này đi. Và bây giờ chúng ta chưa biết được F1 bằng bao nhiêu. Thì đây là một bài toán rất là khó. Bởi vì chúng ta thiếu một cái dữ kiện là F1. Thì chúng ta mới có thể xử lý được. Đến đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ là phương pháp này thật là không có hay chỗ nào. Tuy nhiên các bạn phải để ý cho mình một điều như sau. Chính là gì? Chính là chúng ta sẽ nghĩ đến làm sao để chúng ta sử dụng được dữ kiện là vừa có dữ kiện là F2 bằng 0 và đồng thời chúng ta phải có tích phân liên quan đến F'x. Thì mình nghĩ ngay đến việc mình tính phân từ 1 cho đến 2 của f'x chính là bằng cái gì? 1 đến 2 của f'x lấy nguyên hàm của f'x là fx f2 trừ đi f1 mà f2 là bằng 0 nên là bằng trừ của f1. Rất đẹp luôn. Thì chúng ta đã đưa về cái f1 về cái mà tích phân từ 1 đến 2 của f'x. Tại vì sao? Mình đưa thành dấu trừ ở đây thì lại thành dấu cộng. Rồi, mình thay vào đây. Thế là gì? Cái này bằng trừ 1 phần 2 tích phân từ 1 cho đến 2 của f'x. Như vậy thì bây giờ mình cộng với lại cái lượng bên đây. Rồi, 1 đến 2 của 1 chia x cộng 1 và trên tử là f'x. Như thế này. Rồi, thì đến đây thì đã đưa về một cái rồi. Rất đẹp. Nó chính bằng cái gì? Thì cái này chính là bằng cái gì? Là bằng tích phân từ 1 đến 2 của f'x đặt nhân tử chung. Bên trong còn 1 chia x cộng 1 bên đây trừ đi 1 phần 2. Trừ 1 phần 2. Rồi, chính là bằng cái này. Rồi, thì đến đây thì chúng ta đã gần như là chúng ta xong mất rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chia xuống. Thì chia xuống rất là dễ. F'x chính là bằng cái gì? Là bằng còn lượng bên đây. 1 chia x cộng 1 trừ 1 phần 2. Nghĩa là một cái mặt. Mình nhân cho. Bây giờ mình sẽ lấy cái ở trên. Cái trên đề. Tức là sao? 5 chia 12 cộng cho ln của 2 phần 3. Mình cắm một cái ngoặc lớn. Mình chia cho cái mình mới tính cái đằng sau. Đó chính là gì? Trừ 5 phần 12 cộng ln cộng với ln của 3 phần 2. Thì mình thấy có vẻ bằng trừ 1 rồi đấy. Đó, rất đẹp, nó bằng trừ 1 luôn. Vậy thì mình nhân với trừ 1 như thế này. Vậy thì đến đây thì chúng ta đã xong hết rồi. Bây giờ chúng ta chuyển tiền fx nữa. Thì bây giờ mình phải phá ra. Trừ 1 chia x cộng 1 như thế này. Rồi mình cộng cho 1 phần 2. Rồi. Ok. Bây giờ mình phải tìm fx. Thì mình sẽ tìm nguyên hàm của hàm số này. Thì fx chính là bằng cái gì?
trừ ln của x cộng 1 chị đối cộng cho 1 phần 2x cộng với lại c, thì dựa vào dữ kiện là f2 bằng 0 thì ta sẽ tìm được cái số c f2 bằng 0. Thì bạn lưu ý cho mình như sau, thay x bằng 2 vào thì ta có là f2 lần 0, lần 0 đây 2 là trừ ln3 cộng 3 phần 2 cộng với lại cái số c, thì mình sẽ suy ra được là c bằng ln3 trừ cho 3 phần 2. Rồi rồi hình như ở đây mình giải sai cái này rồi bạn ơi. Rồi ở đây là ln3 đúng rồi nè, nhân số 2 vào phải là số 1 ở đây chứ phải là số 1. Để c chính là bằng cái gì, ln3 trừ 1, để suy ra được cái này ln3 trừ đi 1 đây. Rồi bây giờ chúng ta nhập vào máy tính hàm số này để kiểm tra xem đáp án là đúng. Ta sẽ bấm như sau, phân từ 1 đến 2. Thứ nhất là trừ ln của x cộng 1, trừ ln của x cộng 1, x cộng 1 đã dư nhưng khoảng này nên ta không tính nữa. Rồi cộng 1 phần 2 hết, cộng cho ln3 trừ đi 1. Rồi thì ta ra được đáp án như thế này. Bây giờ ta sẽ thử lần lượt từng đáp án một để xem đáp án là đúng. Thì mình sẽ thử từ câu A, mình gắn này vào biến A trước. Bây giờ mình trừ đi đáp án A. Rồi wow, rất là đẹp luôn. Thì mình thấy được là nó ra 3 phần 4 cộng 2 ln 2 phần 3, nó trừ nó ra 0 luôn. Thì sang đây chắc chắn là phương án A. Như bạn thấy thì bài này khá là thú vị. Thú vị ở chỗ là khi chúng ta tính tích phân từng phần, nó thiếu giá trị của F1. Chúng ta sẽ có được giá trị F1 bằng cách chúng ta tính tích phân từ 1 đến 2 của F'X. Thì như đó ta sẽ có được F1 theo F'X luôn. Rồi, cảm ơn đã xem, đã thấy video của mình hay và hấp dẫn. Đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Cảm ơn các bạn.